Chào mừng các bạn đã trở lại với Rolog. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trở thành một ninja huyền thoại, tiêu diệt những kẻ để sở hữu những vũ khí ninja siêu VIP trong trò chơi này. Rất mong các bạn xem video, hãy giúp mình nhấn nút đăng ký kênh và like cho video để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng theo dõi hành trình của mình. Let's go! Hiện tại thì mình đang tiêu diệt những cái tên ninja đầu tiên đây. Những tên ninja này có sức mạnh khá là yếu, chỉ cần vài đường ném của mình thôi là tên ninja này nó ngã xuống rồi. Mỗi lần ném là sức mạnh của mình sẽ tăng lên. Còn mình chỉ cần ném không ở bên ngoài thôi thì đưa sức mạnh của mình cũng tăng lên. Đây rồi, những tên ninja đâu rồi? Đây. Ồ, tên ninja này cũng khá nhiều máu đấy, mình ném nhiều lần nó mới chết nè. Rồi xem trong túi đồ mình có gì đây. Ồ, thanh kiếm. Wow, mình có một thanh kiếm. Ồ, thanh kiếm này chém ra được ánh sáng. Mình chỉ cần đứng xa, không cần tới gần. Với thanh kiếm này trên tay thì mình có một cái tuyệt chiêu, đó là chém gió. Thì đối phương cũng đổ ngã xuống rồi. Ồ, sức mạnh của mình đang tăng lên 1k rồi. Đây, cái này cái gì đây? Ồ, một con dao nhỏ. Bây giờ mình cần nâng thêm sức mạnh của mình lên, để xem trong này có bét hay là có gì để tăng sức mạnh hay không. Ồ, cái này là chọn anh hùng để hợp nhất à. À, cái này là nâng cấp bét lên. Xem trong cái rương này có gì không. Ồ, nhưng mà mình phải vô một cái nhóm gì đó để mình chém không, nhưng cũng tăng lên sức mạnh cho mình này. Wow, một cái bát mì rất là lớn luôn. Ồ, trong này có cái gì đó. Đây rồi, 50k một lần mở. Ồ, mình chưa đủ 50k rồi, mình cần phải đi đánh thêm để kiếm thêm tiền. Và trong này là có gì trong này. Wow, trong này là những cái cửa hàng để mình mua đây. Bên này là gì đây? Bên này không mở rồi. Này chỉ trang trí thôi. Đây rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ đi tiêu diệt những cái tên ninja này. Ồ, mình lại nhận được một cái kiếm nữa. Để mình lại xem mình nhận cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ gì đây. Giết một ninja. À rồi, nhận nhiệm vụ. Tiêu diệt ninja này chắc. Đây, quá đơn giản. Thôi, nhiệm vụ hoàn thành rồi, lại nói chuyện thôi. Xong, nhận tiền. Ồ, mình được 10k. Tiếp theo là gì đây? Kêu một ninja gì nữa. Ồ, lại một ninja nữa à. Ôi, nhưng mà không phải rồi. Tên này cũng không phải luôn. Chắc là tên này đây. Ồ, đúng rồi, như là tên này đúng rồi. Rồi, tiếp tục. Lại nhận thêm tiền thôi. Vâng, 12k. À, tiêu diệt một gian nè. À, cái bên này nó có để tên nè. Ồ, không phải rồi, hình như là những cái người trên này nữa. Mình đã đạt tới cái nhiệm vụ ở trên này rồi. Đây rồi, đúng là tên này rồi. Tiêu diệt thôi. Ôi, tên này có khá là nhiều máu đây. Ôi, có một người lại tính cướp nhiệm vụ của mình này. Ôi, rồi. Cái người kia cướp nhiệm vụ của mình rồi, mình không thể hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Bây giờ mình sẽ đánh một người khác. Đây rồi. Wow, mình đánh khá là lâu đấy. Sức mạnh của mình hiện giờ cũng chưa đủ để tiêu diệt nhanh cái tên ninja này. Đây rồi, tên ninja này sắp tiêu rồi. Hay lắm. Nhưng mà vẫn nhận được cái thanh kiếm đó à. Kiếm này mình đã có rồi nè. Rồi bây giờ mình lại nói chuyện với cái người giao nhiệm vụ thôi. Ok, nhận 15.000. Kêu hai gian luôn à. Ồ, mình sẽ phải kêu hai tên đó nữa. Bây giờ mình sẽ đánh tới hai người lận. Ôi, bây giờ mình đã có 129.000 rồi. Giờ mình sẽ mở bét thôi, để nâng cấp cho sức mạnh của mình. Wow, được một hoa anh đào hiếm. Ôi, bây giờ mình còn 79.000, mình sẽ mở thêm một cái nữa. Đây rồi, sẽ ra cái gì đây? Ôi, một Hinata huyền thoại. Wow, hay quá. Được một huyền thoại luôn. Hoặc trang bị luôn. Wow, cái này nó sẽ nâng cấp cho tiền và sức mạnh của mình lên. Vậy là bị cướp hết nhiệm vụ rồi. Wow, những thanh niên này có một cái quạt rất là mạnh luôn.
Hay rồi, bây giờ không có ai sẽ giành của mình hết. Bây giờ chỉ có một mình đánh những cái tên trên dài thôi. Một người nè. Còn một tên nữa. Đây rồi. Nhanh lên nào để không là bị cướp mất. Ôi bây giờ mình có cảm giác như là sức mạnh của mình đang tăng lên. Còn mình tiêu diệt những cái tên này cũng khá là nhanh nữa. Đây rồi, xong nhiệm vụ rồi, bây giờ quay trở về thôi. Rồi nhận tiền. Ô 17.000. Kêu một Teju. Rồi bây giờ tiếp tục là lên trên kia thôi. Bây giờ vừa đi vừa chém mới được để tăng sức mạnh của mình lên. Đây, tên nó đây. Ồ, tên này có khá là nhiều máu. Ồ, mình phải cần phải tăng thêm sức mạnh lên nữa thì mới tiêu diệt được cái tên này. Ôi, như vậy là mình đã không nhận được cái nhiệm vụ này rồi, mình đã bị cướp mất rồi. Hiện tại thì mình khá là yếu. Đây rồi, bây giờ không có ai tranh giành với mình hết. Mình đang cố gắng tiêu diệt cái tên này càng nhanh càng tốt. Hay lắm, xong rồi. Rồi, may quá. Rồi mình xem mình có những cái dụng cụ gì nào. Ồ, mình có một cái phi tiêu mới. Ồ, tuy là sức mạnh của mình đang là 22k nhưng mà nó vẫn không tiêu diệt được cái tên vừa rồi. Vẫn đang còn rất là yếu. Xem nào. Ồ, lại ra thanh kiếm nữa rồi. Wow, phi tiêu này mặc dù là nó tăng đam nó khá là nhanh. Đấy, nó tiêu diệt những tên này thì rất là nhanh. Và bây giờ mình lại nói chuyện với tên này để nhận nhiệm vụ thôi. Đây rồi, nhận tiền. Ok, 20k. Tìm một cái gì đó. Nó không để là tìm cái gì. Rồi bây giờ mình sẽ nhận nhiệm vụ. Tìm một cái Samebada gì đó. Không biết là cái gì nhưng mà mình sẽ đi tìm thử xem. Không biết nó nằm ở đâu. Đây rồi, mình sức mạnh của mình đang tăng lên 41k rồi. Và bây giờ mình sẽ đã tìm được một cái gì đó, một cái vũ khí gì đó. Ồ, wow, vũ khí này nó tăng cho mình 10 luôn. Ồ, một cái phi tiêu gì đó. Mình không biết cái này là cái gì luôn. Ồ, nhưng mà mình đã nhặt được cái làm xong cái nhiệm vụ rồi. Bây giờ mình nói chuyện để mình nhận tiền thôi. Rồi nhận 22k, ok. Kêu hai Tây Du là gì? À rồi, hai cái tên hồi nãy. Đây rồi, chỉ là lại mở bét thôi. Tiền trong này thì chúng ta chỉ mở bét thôi. Ok, tha hồ mở bét luôn. Wow, một Kika hả? Wow. Lại thêm một Kika nữa. Cái này là để kết hợp những cái con bé của mình. Cơ hội thành công 40% thôi. Thôi mình thường nghĩ là mình sẽ không nâng cấp đâu. Mình sẽ để nhiều nhiều lên để tỷ lệ cho nó cao lên. Ôi, lại một hoa anh đào nữa à. Để rồi, bây giờ mình đã có 5 người là được kết hợp 100%. Thì mình sẽ kết hợp thử xem. Ôi sao cái màn hình của mình màu đen thui thế này. Ồ, mình đã kết hợp được một con bé 2.20. Wow, một cú chém bây giờ của mình là 75 rồi, 76 rồi. Một sức mạnh bây giờ của mình là 53k rồi. Đây rồi, mình sắp sửa tiêu diệt thêm một tên Teju nữa rồi. Chỉ còn một tên Teju nữa thôi là mình sẽ kết thúc cái nhiệm vụ này. Wow. Ôi, mình nhận được một cái quạt nè. Wow, một cái quạt huyền thoại luôn, quạt lửa. Wow. Wow, cái quạt này nó tăng cho mình 15 đam luôn. Sử dụng ngay. Hay lắm. Ồ, mình kết hợp được những vũ khí này lại với nhau này. Khi chúng ta tìm được 5 cái vũ khí thì chúng ta sẽ được kết hợp lại. Ồ, mình tìm khá nhiều vũ khí rồi. Bây giờ mình sẽ kết hợp hết luôn.
để xem cái quạt này quạt được bao nhiêu đây. Wow, đây có quạt ba tiêu à, quạt ra gió nè, cái quạt quạt gió luôn. Rồi bây giờ mình lại nhận tiền thôi. Ồ, được 25k. Ồ, bây giờ nó tiếp tục là một cái nhiệm vụ nữa, tiêu diệt một Jabuhan. Ồ, có lẽ là mình sẽ đi lên một cái nơi mới nữa để mình tiêu diệt. Nơi vừa rồi là đã hết, không thấy cái tên đó rồi. Đấy rồi, bây giờ mình đã có 1 triệu rồi, mình sẽ đi mở hết bét luôn. Mở hết những cái con bét này xong mình nâng cấp lên, để sức mạnh của mình để tăng lên nhanh và mạnh thì mình mới hoàn thành xong cái nhiệm vụ này được. Ấy ôi ôi, lại một hoa anh đào nữa này. Cái gì nữa đây? Wow, một sử thi luôn, Kika sử thi. Đây rồi, bây giờ mình sẽ nâng cấp cái con bé này lên. Wow, mình được Kika sử thi rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ nâng cấp lên. Wow, được một cơ hội 100% luôn. Wow, còn quay này, quay chưa ở đâu cũng trúng hết luôn. Mỗi một cú ném của mình bây giờ là 848 rồi. Wow, sức mạnh của mình bây giờ là 700k. Wow, mình tiêu diệt cái tên này rất là nhanh luôn. Wow, bây giờ mình rất là mạnh rồi. Ôi chạy này, chạy đâu? Ô, nó chạy kìa. À, bây giờ mỗi cú ném của mình nó tăng sức mạnh lên, sức mạnh của mình đang tăng không ngừng. Ôi, mình vừa nhặt được một cái gì đây? Wow, một cái lưỡi hái thần chết à. Ôi, để xem. Wow, cộng 23 điểm luôn. Hay quá, mình sử dụng nó thôi. Bây giờ sức mạnh của mình đang rất là mạnh rồi. Mình đã có 1 triệu sức mạnh rồi. Bây giờ những cái tên ninja này không còn là vấn đề nữa. Mình tiêu diệt những tên này rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ đi lên một cái nơi tiếp theo nữa, để xem sức mạnh của mình có tiêu diệt được những tên này hay không. Đây là những tên gì đây? Ninja nữa đây. À, Yabukhan nè. À, wow, mình tiêu diệt cũng rất là nhanh này. Ồ, với sức mạnh của mình thì những tên này cũng không phải là vấn đề luôn. Đấy. Rồi, nhiệm vụ của mình đã được hoàn thành rồi. Wow, mình nhận được một cái quạt lửa. Còn đây là gì đây? Ồ, đây là con boss luôn. Ồ, những cái con boss này cũng không thể cản được sức mạnh của mình. Boss này. À, đây còn một tên boss nữa. Mình sẽ tiêu diệt luôn tên boss này luôn. Wow, sức mạnh của mình bây giờ gia tăng lên 1.3 triệu rồi. Wow, tên boss này cũng không chịu nổi với sức mạnh của mình. Ui, nhưng mà khi mà con boss này rớt đồ ra là đồ cùi quá. Bây giờ mình sẽ trở về để hoàn tất cái nhiệm vụ. Đây rồi, nhận tiền thưởng thôi. Tiếp tục nhiệm vụ là tiêu diệt hai tên Yabuhan. Wow, mỗi một cú chém của mình bây giờ là 1k rồi. Wow, nó tăng cho mình 1.000 sức mạnh rồi đấy. Wow, bây giờ sức mạnh của mình đang là 2 triệu rồi. Những cái tên này không phải là một vấn đề nữa. Bây giờ mình tiêu diệt những tên này rất là nhanh luôn. Ok, mình sẽ nâng cấp cái quạt này lên. Wow, cái quạt này bây giờ đã cộng 30 rồi. Ồ, mình sẽ sử dụng cái quạt này ngay. Ồ, ok, mình đã nhận được nhiệm vụ rồi. Bây giờ nhiệm vụ là số 10 rồi, tiêu diệt một con boss. Ồ, thì ra là nhiệm vụ bây giờ là tiêu diệt cái con boss mình hồi nãy vừa rồi mình đã đánh cái con boss rồi, thì con boss bây giờ không phải là vấn đề với mình, quá đơn giản luôn. Ồ, rất nhanh, con boss đã được nằm xuống. Ồ, bây giờ mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ rồi, quá đơn giản luôn.
Rồi bây giờ mình sẽ trở về để lấy tiền cho cái nhiệm vụ này thôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Ok, bạn đã nhận được. Ồ, mình đã hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ ở bên này rồi. Wow, để mở được đây là có thể là một cái thế giới mới này. Wow, và thế giới bên này thì mình đã làm chủ thế giới bên này rồi. Không có ai có thể mạnh hơn mình nữa. Như vậy là hôm nay mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ ở thế giới bên này và mình đã có sức mạnh không thể được cản nổi rồi. Thì video của mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn nút like và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.